留一口的泪，太难熬，太dễ ngươi tôi chứ. Được, được.
con vào cho thầy đánh con hả? Con ma đánh mày, vào thầy cho chuối đây. Chuối ở đâu vậy thầy? Chuối hôm qua đi túc, người ta biếu thầy 2 cặp, thầy ăn 4 cái, còn thầy để dành cho con ở trong á. 4 cái mà thầy ăn hết 2 cặp thì còn đâu mà cho con nữa. Thầy ăn cái rũa, còn cái gió thầy để dành cho con. Chứ con ăn rồi con đi chơi cách đó thì của đâu mà cho con ăn cho uống vậy con? Thầy Bảo ơi. Dạ. Nói vậy chứ vào đây, vào đây thầy coi rồi thầy may áo mới cho mà mặc. Chứ đêm hồi hôm nằm ngủ thầy sợ áo con nó rách hết rồi đó mắm à. Thầy ơi, thầy may cho con cái áo mới đi, chứ áo con rách hết rồi nè. Áo con nó rách hết rồi nè. Dạ. Trời cha, đi chơi ở đâu mà cái đầu nó nóng hổi vậy con? Này, người ta nuôi, người ta nuôi mình á, thì mình ở nhà cho người ta sai báo, cho ăn 3 hộp rồi đi chơi. Đi chơi này. Chơi này, chơi này, đánh chơi này. Thầy đánh con ấy, con về con không ở với thầy nữa đâu. Mày báo sao? Thầy đánh con về không ở với thầy nữa. Tao qua tao dỡ nhà bà già mẹ mày chứ về. Mẹ mày còn nợ tao 5 quan tiền. Mà mày ở với tao mới có 7 tháng 15 ngày mà về. Về, về, về chứ về. Thì ghế để đây đâu? Ghế này, thầy không thấy nè. Hay chưa, tôi thói, tôi đã không nuôi anh. Đồ đạc trong nhà, đế chỗ này, đế yên tủ đó, cứ dời đối, chán quá. Khéo chưa? Thầy, chứ sao thầy cũng quay mặt ra ngoài cửa, mà thầy quay mặt vô bàn thờ tối vậy thầy? Mày bảo cái cửa ở đâu? Đây nè. Thôi mày đi, mày đừng cái thầy khôn. Ai không biết, đây là cái bàn tố, còn đây là cái cửa. Ta ngồi đây một đảo mối, ta xoay lại một cái. Đó, có phải đây là cửa không? Con chịu thầy luôn á. Mẫu ơi. Dạ. Hôm nay trời đẹp quá con, siêu siêu không, sáng hợp, sáng hợp. Sao thì nói sao, bây giờ còn siêu siêu nữa chứ. Sao là tên cúng con của bà mẹ vợ thầy, cho nên thầy nói trắng chứ. Mà thầy ơi, hôm nay trời động, mây kiếm đất kim xì, mà thầy nói là siêu siêu sát hợp. Trời động hả con? Dạ, trời động, mây kiếm đất kim xì, mà thầy nói là sát hợp hả thầy? Hèn chinh, đêm hồi hôm nằm ngủ, thầy nghe tiếng sóng mỏ nó đánh, âm ầm. Con chịu thua chứ cái đầu nó vừa của thầy luôn á. Quá, nó vừa là cái nghề của thầy mà con, có nó vừa mới có nuôi con chứ. Mẫu ơi. Dạ. Thôi được rồi, bây giờ con đem cái gọi vào căn cấp cho thầy, rồi ra đây thầy kể cái chuyện hồi sáng cho con nghe. Dạ. Thầy ơi, vậy cái thầy kể chuyện gì vậy thầy? Hồi sáng có cái bà chị, bà đến bà nhờ thầy xuống cho chị ta một quế. Chị ta thưa thầy: dạ thưa thầy, em có đứa con nhỏ, nó khóc suốt ngày suốt đêm, không biết thầy có cái cách gì để giúp em không thầy? Vậy chi? Thầy có cách gì thầy? Thầy phát ứng liền. Thầy ứng sao thầy? Thầy ứng thầy nói nhà chị động. Còn chị ấy nói sao thầy? Chị ta mới thưa thầy: dạ thưa thầy, nhà em động cái chỗ nào vậy thầy? Rồi thầy làm sao thầy? Thầy nói nhà chị động cái cột cái. Rồi cũng biết chị ta thưa làm sao? Chị ta thưa sao thầy? Chị ta thưa dài nè: dạ thưa thầy, em có ở nhà đâu mà động hả thầy? Hay chưa, thầy nói chị không ở nhà, không lẽ chị ở bụi. Rồi cũng biết chị ta thưa sao? Chị ta thưa sao thầy? Chị ta thưa vậy nè: dạ thưa thầy, em không ở nhà, cũng không ở bụi, mà em ở dưới ghe dưới thuyền. Ui trời, ui quá con ơi. Trời trời, ui quá thầy ơi. Rồi là thầy sao nữa thầy? Thầy lắc liền. Thầy lắc sao? Thầy lắc liền. Lắc sao thầy? Thầy nói là nếu chị ở nhà, chị động cái cột cái, còn chị ở dưới ghe dưới thuyền, chị động cái cột bơm. Hay quá thầy ơi, hay quá. Cho nên nó
rồi chị ta mới thưa tiếp. Dạ thưa thầy, cái hay thầy có cái cách gì để giúp em không thầy? Vậy kia thầy có cách gì thầy? Thầy mới nói được rồi, để thầy chỉ cách cho. Bây giờ chị về, chị nhổ cái cột buồm đó chế chậm thay cái cột buồm khác. Còn đứa con của chị hay khóc, chị đang ngồi chợ, chị mua chừng 5-7 cái bánh ú chị để ở nhà. Thế khi nào cháu khóc chị cho cháu ăn. Mà con nghĩ thứ con, cái nồi tí con nó khóc bánh ú mà đem dặn vô trong ổng của nó, con mẹ nó cũng biết con chi là nó. Wow, hay quá mẹ, hay quá. Rồi chị ta mới chưa rằng, dạ thưa thầy, thầy tài quá, thầy giỏi quá, em xin kính thầy ngủ quá. Đó, thầy cắt cái thằng á, bây giờ con vào lái ra đây, thầy coi thầy mua gạo, còn thầy may đồ mới cho con mẹ thử. Dạ. Sớm mà
Ui, má có gì mà sợ, ra mở cửa cho người ta vào mới có. Thầy ơi, thầy đi với con sợ ma quá thầy ơi. Hay chưa, tôi nuôi anh sai tôi, anh sai tôi à. Ai đó, người ta hay là ma? Người ta đây. Người ta hả? Vậy thì đứng xa ra để tôi mở cửa. Chứ cái cửa của nhà tôi nó một là rớt cái chút, nó rớt cát là nó rách cát bây giờ. Ủa mà thôi, trước mà chắc cái thương lại trộm chứ. Mà chú Ốc ơi, hôm nào á chú cứ đi sầm mê á, có cái bộ đồ nào mới mới chú chào cháu bộ, chứ đồ cháu rách hết rồi nè. Được rồi, khi nào có chú cho nghe. Dạ. Có thời ở nhà không? Dạ có. Nói. Dạ. Ai đến vậy con? Dạ chú Ốc đến. Chú Ốc đến. Anh Ốc đến. Anh Ốc. Anh Ốc đến. Anh Ốc. Anh Ốc. Anh Ốc. Anh Ốc. Anh Ốc. Anh Ốc. Trời ơi, chú Ốc có tiền kia mà. Thôi mày đi, mày đừng cái tay khôn. Ai không biết anh Ốc anh mới đi ngang trước mặt tao, gió mát nhợi đấy mà. Anh Ốc. Anh tôi đây thầy. Anh đây này. Anh Ốc ơi. Sao thầy? Vậy tới dạo này có đau ốm gì không? Mà rồ đâu thì tới vậy anh. Cũng bình thường rồi thầy. Vào, vào đi anh Ốc. Nấu ơi. Dạ. Nhất cái ghế mời chú Ốc ngồi con. Dạ. Dạ. Chú mời chú Ốc ngồi. Để cho chú. Dạ. Ngồi, ngồi đi anh Ốc. Thầy ơi, hôm nay có làm ăn gì được không thầy? Anh hôm qua tôi làm ăn gì được? Như thầy cứ ngồi trơ mắt ớt, đành để ớt mông rùa mà. Ủa, anh hôm qua tôi ớt nó lại, cái dở nó làm gì? Thầy thật là không biết tính hơn thua, chẳng biết lỗ, lợi hại gì cả. Thôi anh đi, anh thật là bất ngại, cứ tìm cách anh riêng. Ủa, tôi cái riêng hồi nào thầy? Không, anh riêng sớm là anh hôm qua. Tôi đã nghe xuống trên chó sủa nguyên thiên. Hễ chỗ nào có chó sủa là chỗ đó có anh. Anh đừng có dễ ngươi, tôi mù quá. Như thầy cứ ngồi số gì chừng nói quán, chứ tôi đã bỏ thầy ăn lén mấy lần. Không anh lén số về anh nói qua. Thầy ơi, mới hôm nay trời sáng tranh có làm ăn gì được đâu thầy. Hôm nay trời tối tranh có thể làm ăn, nên tôi qua đó nhờ thầy xuống một quế đi cho đúng hướng đó thầy. Được anh Ốc, nhưng mà anh định đánh sống nào? Vào nhà ai vậy anh Ốc? Tôi định đánh sống trơn, đánh thẳng vào nhà thằng cha trùm sọ đó thầy. Ôi trời, được, được anh Ốc. Nhà thằng cha trùm sọ nó giàu dữ lắm anh ơi. Ruộng đất câu bò cá, cái vùng này hãy mua ốc bộ, ốc bộ. Thôi được rồi, bây giờ anh ngồi đây, để tôi vào trong cái số ý nha. Số đi thầy. Máu máu ơi! Dạ! Đem bố rùa tiền quế cho thầy, đốt hương trên bàn tố, đổi thay nước xúc miệng nghe con! Dạ! Mà dương tứ trùng anh. Tam giao tứ trùng nghĩa là
sao vậy thầy? Tam giao nghĩa là tao giao, tứ trồng nghĩa là trốn tù. Anh đi tới đâu nó nắm đầu tới đó. Giờ bây giờ tao phải làm sao thầy? Bây giờ tôi nói ăn dài giò quế đến gần mới ứng, chứ còn ở đây kho bối không linh đâu anh. Là sao vậy thầy? Bây giờ anh dắt tôi đi với anh đến đó, đặng đâu thì đốn đó là chết em. Không được đâu thầy ơi, đi làm chi cho khó, mới lúc có thầy đâu. Không có tôi á, anh ăn lẹt vẹt, còn có tôi đi với anh chút to mà nó. Thôi thôi, thầy ở nhà, để tôi đi một mình cũng được. À đâu, anh đâu. Sao vậy thầy? Anh đi thiệt nè. Tôi đi thiệt chứ lị. Anh vô nhà tôi mà anh đi, tôi ra làm cho anh thôi. Tôi thách thầy là... Anh thách tôi em. Tôi thách á. Anh thách tôi em. Tôi thách á. Wow, la. Ngất cô hẹo chứ la. Anh hát. Sao thầy? Cái chỗ anh đem qua lại làm bạn với nhau. Mà anh nỡ lần nào nhắc cái cú họng tôi nè anh áo. Thầy ơi, nói thì nói vậy thôi, chứ tôi nhắc hẹo thầy làm gì. Nhưng mà đi làm chi cho khó vậy thầy? Tôi đã nói với anh rồi, không có tôi anh ăn lạch chạch. Còn có tôi đi với anh trúng to mà nó. Anh cho tôi đi với nghe. Thôi được rồi, vào sửa sổ rồi đi thầy. Ừ, anh cho tôi. Mắm ơi, đem tôi gửi cho thầy con. Dạ. Thầy ơi. Ừ? Dạ chứ thầy đâu vậy? Thầy đi sòng mê chứ đâu con. Thầy hứa thầy mày ám mối cho con, thầy chưa may mà thầy đi sòng mê. Được rồi, đi kiếm này trót lọt, về thầy sắm cho con trật bộ nghe. Thầy nhớ không? Con cắt cái đầu quốc cho thầy. Dạ. Nghe thầy dạy cho kỹ nè. Ở nhà, coi ngó cửa ngõ trước sân cho cẩn thận. Chứ dạo này ăn trộm ăn đạo dữ lắm con ơi. Con biết đâu. Ừ. Anh Nóc ơi. Sao vậy thầy? Ta đi thôi Nóc. Được, vậy thì ta đi nha thầy. Ừ. Khoan dạy dắt dìu nhau, sướng khổ cùng chung chịu với thầy. Ừ. Ta đi thôi. Chậm chậm nghe Nóc. Chậm chậm. Từ từ để tôi nghe Nóc. Ta đi nha thầy. Chậm chậm. Sao vậy thầy? Anh không thấy tôi đuôi tôi mù, tôi lội trọng nè. Anh đi gì mà dục dục như gió. Anh đi cái cách đó, có nước anh tiện cái cặp chân tôi. Thôi, anh đưa tôi về. Anh đưa tôi về. Thầy ơi, đi ăn trộm với đi chơi đi từ từ thôi. What? Anh trộm chứ. Anh đi cái cách đó tôi thế. Tôi học máu nói gì anh trộm anh. Thôi được rồi, bây giờ đi từ từ nghe thầy. Ừ. Bây giờ đi từ từ, gọi thầy đây. Đi từ từ, để người ta còn theo. Chứ đi dục dục như gió, ai theo kỹ. Ta đi thầy. Yo!
dạo từ sáng tới tối mệt quá, gió mát mới có thiêu thiêu à, chưa dám ngủ cậu. Chưa dám cậu. Mệt quá, gió mát nằm thiêu thiêu chứ chưa ngủ. Dạ. Ngốt à, mang ra ngồi xuống giếng rửa cái chân cho sạch rồi leo lên phấn gõ mà ngủ. Qua bên này tôi bảo. Yeah. Thầy ngồi đây để tôi cắt ra của giang của thầy. Ngồi đây thầy.
đó. Nhà thằng cha trồng trò nó nuôi nó dữ quá anh ơi. Nó canh chung cái chồng anh thì không nói làm gì. Chứ cái chồng tôi là chồng làm anh, nó canh chung tiêu hoàng quân. Trời ơi, chó thì chó, thầy lai mà to dưới. Tôi được rồi, để tôi ném lại cho mấy anh em thầy. Thầy ơi, tôi ném hả? Tôi đã anh em chốt hết rồi thầy. Cách làm được rồi. Đến cách cao nguyên thật. Ôi trời. Anh ốc. Trời ơi, thôi gì nữa vậy thầy? Nhà thì chá trồng trò, nó nuôi chó lại nuôi mũi, mũi con to cho con làm mắt. Đời, mũi vậy là cái chịu sao nổi anh. Trời ơi, mũi gì thì mũi, chứ mình đi ăn trộm mà thầy la kiểu đó. Nghe nó lắm đầu thầy trò mình sao thầy. Ăn trộm chứ, mũi con to cho con gà mái. Nó cái hết đâu lo gì ăn trộm anh. Anh nói coi. Sao thầy? Anh coi có cái chỗ nào thoáng thoáng á. Anh dẫn tôi ra đó tôi ngồi, ngồi đây mũi quá nó. Thôi được rồi. Để tôi dẫn thầy qua cái thầy ngồi nghe. Thầy ngồi im lên thầy. Nhớ là đừng có la nữa thầy. Ủa ai điên không gì la. Nhớ. Thank you.
ơi, đi bố về. Thầy mắm mày đâu? Thầy mắm á? Thầy mắm tôi nói. Đây đây đây, tôi gọi thế còn mắm mày. Tôi đi bố về, mệt quá tôi ngồi đây tôi nghĩ. Có cái thằng ấy độ, nó đi ngang qua trước mặt tôi, nó giật cái cáp của tôi, trong đó có 5 văn tiền, mu rùa tiền quế gì nó bỏ rồi. Quá trộm, anh trộm. Trộm mình đánh quả cho đứa nào đánh tao. Tao, tao là trùm sò đánh mày đây. Trùm sò mà cũng dám đánh tao. Tao thách mày đánh. Thách nữa đi anh trùm. Tao cho mày đánh luôn. Cho chọn. Anh sẽ thầy bói mà quái quỷ đêm hôm tới trộn đồ nho lan bắt cổ trói cho dẫn về giam nâu xích hậu cho tôi ăn. Được rồi, trùm để đó cho mình. Giam đâu? Dạ. Trói cổ thầy vô lại. Dạ. Dạ. Dễ. Này này, ta nói cho bộ mày biết, đứa nào mà động vào cái da tay của thầy, thầy lôi bế xuống. Dạ, thầy nghe không cho nói. À, nó không cho nói hả? Dạ. Bẻ cái tay nó cho đọc. Bẻ đây, bẻ tay. Thôi. Để thầy cho các em trói. Để nó rồi cho. Này anh Trùm, anh xã. Các anh đừng ý thế. Anh trộn chó nào ta. Bắt được mày đây là ta. Thôi anh đi. Các anh chớ làm ngang giống tao đây không á, ta là sợ giỡn đi. Thank you.
đó. Nó ra rồi hả? Dạ. Bảo nó ngồi xuống. Ngồi xuống thằng heo. Yes. Ta không ngồi. Dạ thì nếu không chịu ngồi á. À, nó không chịu ngồi hả? Dạ. Hai đứa leo lên đầu á, đè nó ngồi xuống. Đè xuống. À, thôi, 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 thôi. Để từ từ thầy ngồi. Từ từ. Ngồi. Đứng đi đủ chuyện. Dặn đâu? Dạ. Hai đứa vào trong, khiêng cái cầm ra, cầm chân thầy ngheo lại. Dạ. Chừng nào con dồi
nó to bằng cái tay chưa chắc gì tao về. Tao ngồi đây tao làm cho thầy cha trồng sò sát nha. Thầy cha lấy trưởng móc đồng điểm. Xúc quá. Come on.